Trận đấu chuẩn bị được bắt đầu với quyền giao bóng thuộc về Bỉ. Trọng tài đã khá nương tay ở tình huống vừa rồi đối với anh ấy. Vâng, đó là tình huống đá phạt nhanh. Một tình huống đoạt bóng thành công. Đây sẽ là cơ hội phản công nguy hiểm. Anh ấy đang chuẩn bị thực hiện pha tạt bóng. Sergio Busquets. Đó là tình huống chuyền bóng bằng đầu. Umtiti đã xuất hiện đúng lúc, đúng chỗ để thực hiện pha tắc bóng đó. Nelson Semedo. Một tình huống bứt tốc. Đó là cú sút. Đó là bàn thắng cho Italia. Hàng thủ đã thi đấu quá lỏng lẻo và họ để cho thủ môn phải đối mặt với hai cầu thủ đối bạn. Bàn thua là điều không thể tránh khỏi. Vâng, chúng ta đang được xem lại bàn thắng ở một góc rất tuyệt vời. Italia đã dẫn trước, đúng như dự đoán. Đó sẽ là pha đá phạt và không có chiếc thẻ nào được rút ra. Một pha chuyền bóng chính xác. Trọng tài đã thổi còi việt vị. Ronaldo. Một đường chuyền tốt. Đó là tình huống việt vị. Cơ hội đã trôi qua. Anh ấy đã thoát súng có phần hơi sớm. Nelson Semedo. Lionel Messi. Đó là tình huống phản công. Tình huống việt vị khá thiếu may mắn. Wow, anh ấy rất vui, rất hạnh phúc với bàn thắng đó. Anh ấy đã có cú đúp trong trận đấu này. Và bây giờ chúng ta hãy cùng xem lại bàn thắng này. Wow, một cú sút tuyệt vời. Tỷ số hiện đang là 2-0. Calespion. Yaya Touré. Cơ hội để tổ chức một tình huống phản công cho đội bóng. Pha thoát xuống của tiền đạo nhưng đó là tình huống việt vị. Sergio Busquets. Yaya Touré. Marcos Alonso. Đây là cơ hội tốt để thực hiện pha tạt bóng vào trong. Calespion. Neymar. Và giờ họ tổ chức tình huống phản công. Cơ hội đã trôi qua với pha cản phá vừa rồi của thủ môn.
Yaya Touré đang lấy bóng và chuẩn bị pha phản công này. Italia đã được hưởng một quả ném biên. Yaya Touré. Vâng, một pha mất bóng nguy hiểm trong vòng cấm. Một bàn thắng tuyệt vời dành cho Lionel Messi. Một khoảng cách rất lớn đã được thiết lập trong ngày hôm nay. Bàn thắng như tô đậm thêm cho chiến thắng của họ. Anh ấy đã có rất nhiều bàn thắng ở khoảng cách như vậy, nhưng hôm nay nó đã không xảy ra. Italia đang chơi trận đấu hay nhất của mình trong hiệp 1. Nelson Semedo. Ronaldo. Calespion. Neymar. Vâng, anh ấy có thể thực hiện một tình huống dứt điểm. Đó là pha cản phá xuất sắc của thủ môn. Pha phạt góc đang chuẩn bị được thực hiện. Ronaldo. Một quả đá phạt cho Bỉ. Piqué. Đó là pha phản công. Một cú sút. Cú hat-trick. Phong độ chói sáng trong ngày hôm nay của Ronaldo. Một ngày thi đấu chói sáng. Bàn thắng vừa rồi đã giúp anh có được cú hat-trick trong ngày hôm nay. Vâng, chúng ta đang được xem lại bàn thắng ở một góc rất tuyệt vời. Trận đấu đang có tỷ số 4-0. Cầu thủ này luôn duy trì được khả năng ghi bàn của mình qua từng trận đấu. Hãy nhìn xem, anh ấy đã có một pha ghi bàn đẳng cấp. Tỷ số hiện đang là 5-0. Vâng, đó là 5 phút bù giờ, cơ hội để hai đội tìm kiếm bàn thắng. Lionel Messi. Đó là tình huống phản công. Một tình huống dứt điểm. Một siêu phẩm đã được vẽ ra. Họ chuyển đổi trạng thái rất nhanh chóng và bàn thắng đã tới sau tình huống phản công sắc bén. Và bây giờ chúng ta hãy cùng xem lại bàn thắng này. Wow, một cú sút tuyệt vời. Tỷ số lúc này đang vô cùng cách biệt ngay trong hiệp 1. Tielemans. Yaya Touré. Marcos Alonso. Trọng tài đã cắt còi kết thúc hiệp 1 của trận đấu này. Hiệp thi đấu thứ nhất đã kết thúc với thế trận hoàn toàn một chiều. Chúng ta hãy cùng chờ xem liệu có sự thay đổi nào ở hiệp thi đấu thứ hai hay không. Ronaldo. Nelson Semedo. Một pha cản phá xuất sắc của thủ môn. Anh ấy đã đứng trước bóng để chuẩn bị thực hiện tình huống phạt góc. Thủ môn đã cản phá xuất sắc một tình huống phạt góc tiếp theo cho đội bóng.
Cú sút đã bị cản phá, quá đơn giản cho thủ môn. Joan Carrasco. Một tình huống chạm bóng và đó là tình huống ném biên. Một sự thay đổi người, huấn luyện viên đã cho một hậu vệ rời sân. Anh đã không hoàn thành trận đấu như mong muốn trong ngày hôm nay. Joan Carrasco. Nelson Semedo đã xuất hiện đúng lúc, đúng vào giờ họ tổ chức tình huống phản công. Khoảng trống đã được mở ra cho một bàn thắng tuyệt vời dành cho Ronaldo. Một ngày thi đấu với quá nhiều sai lầm của thủ môn và anh ấy đang phải trả giá cho bàn thua vừa rồi. Ở góc độ này chúng ta có thể thấy rõ bàn thắng được ghi ấn tượng như thế nào. Khoảng cách rất lớn về mặt tỷ số. Bóng đã đi vào xa, tình huống cản phá tốt của thủ môn. Đó chắc chắn là tình huống việt vị. Đó là đường chuyền ngược lại cho đồng đội. Sergio Busquets. Nelson Semedo. Pha lấy bóng tốt để ngăn chặn đợt tấn công vừa rồi. Cơ hội đã xuất hiện. Pha cứu thua tốt và anh ấy đã bắt dính quả bóng đó. Các cầu thủ đang chuẩn bị thực hiện tình huống phạt góc. Một pha đánh đầu đơn giản mà thủ môn đã cản phá được. Umtiti. Một tình huống dứt điểm. Thật tiếc khi cơ hội đã trôi qua, họ vẫn chưa có bàn thắng sau tình huống phản công đó. Yaya Touré. Carles Puyol. Đó là pha phản công. Joan Carrasco. Tielemans. Ronaldo. Lionel Messi. Cơ hội để tổ chức một tình... Đó chính xác là một cú sút. Thủ môn vừa có một pha cản phá xuất sắc. Lại là một tình huống phạt góc. Vertonghen đang đưa bóng về phía trước. Ném biên cho Italia. Carles Puyol. Đó có thể là tình huống tạt bóng vào trong. Đó chắc chắn là tình huống phạm lỗi của Italia. Ronaldo. Vâng, đó chính là một tình huống việt vị. Trọng tài đã rất quyết đoán. Neymar. Pha ngăn chặn tốt của Tielemans. Bỉ đang đối diện với nhiều tình huống nguy hiểm. Họ cần phải có sự thay đổi. Vâng, đó tiếp tục là một pha tắc bóng hoàn hảo. Đó là tình huống phản công. Một tình huống dứt điểm. Một bàn thắng tuyệt vời dành cho Neymar. Anh đã chọn vị trí thuận lợi và tung cú sút xoáy để đánh bại thủ môn đối phương. Bàn thắng có sự góp công rất lớn của cầu thủ chạy cánh với pha tạt bóng như đặt vừa rồi. Họ đang dẫn trước với khoảng cách khá xa. Một ngày thi đấu dễ dàng khi họ đã tạo ra khoảng cách rất lớn với đối thủ. Giờ đây thì họ chỉ còn chờ đợi tiếng còi kết thúc trận đấu mà thôi. Một tình huống phản công nhanh.
Đó là cú sút, cú hat-trick, phong độ chói sáng trong ngày hôm nay của Neymar. Một cú hat-trick trong ngày hôm nay, một ngày thi đấu quá hoàn hảo tính đến thời điểm này. Hãy nhìn xem, anh ấy đã có một pha ghi bàn đẳng cấp. Một trận đấu với thế trận một chiều đã xảy ra trong ngày hôm nay. Thật khó tin. Bảng điện tử đã được giơ lên. 4 phút bù giờ. Lionel Messi. Yaya Touré. Lại là đường chuyền chính xác. Tỷ lệ chuyền bóng chính xác của anh ấy là rất cao trong trận đấu hôm nay. Neymar. Và giờ họ tổ chức một cú sút. Một bàn thắng tuyệt vời dành cho Lionel Messi. Đó là cú đúp cho cầu thủ ấy. Phong độ chói sáng. Liên tục là các bàn thắng. Họ đang có màn trình diễn hoàn hảo ngày hôm nay. Vâng, chúng ta đang được xem lại bàn thắng ở một góc rất tuyệt vời. Vâng, thật khó tin khi chúng ta đã chứng kiến một trận đấu một chiều. Vâng, đó chính xác là tiếng còi kết thúc trận đấu. Một ngày thi đấu chói sáng của các cầu thủ. Họ áp đảo đối phương trong suốt thời gian thi đấu ở trận đấu ngày hôm nay và chiến thắng là hoàn toàn xứng đáng.